cháo. Ôi gió 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 kiểu này mà mấy cái dù to to là nó quật ngã như chơi cạnh đời. Không biết chú đi đâu mất tiêu rồi, còn cái xe không à, treo cơm này, treo các cái vật dụng làm như là cuộc sống trên cái xe này luôn hay sao ấy. Đây mấy cô bây giờ bắt đầu đẩy hàng nè. Đó, bắt đầu đi đi bán đó. Cái giờ này là cái giờ 3 giờ mấy 4 giờ là cái giờ bắt đầu người ta dọn hàng đó, thưa cô bác anh chị. Dạ Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Bây giờ là 4 giờ kém 20 phút ngày 30 tháng 6. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 6. Và như cô bác anh chị thấy phía trước chúng ta lại chuẩn bị đón một cơn mưa lớn. Em đang đứng trên con đường An Dương Vương, quận 5. Ngay đầu đường phía sau lưng của em là Nguyễn Văn Cừ, cô bác anh chị năm xưa là Cộng Hòa. Ở bên trái em là trường Đại học Sài Gòn, ngày xưa là trường Bác Ái này. Bên phải là trường Đại học Sư Phạm. Và 2-3 ngày hôm nay Sài Gòn mình lúc nào cũng có mưa. Em đang tính chạy về khu vực Bệnh viện Chợ Rẫy. À, trên đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Hoàng Quân năm xưa đó. Rồi thế là chưa kịp chạy tới nơi thì lại ập xuống một cơn mưa nữa. À, buổi sáng thì dạo này em hay có việc nhà cho nên là chiều thường mới đi dạo phố, đi quay này. Nhưng mà chiều mấy ngày hôm nay thì ngày nào cũng mưa. Mấy cô bán hàng rong bây giờ là cũng rất là vất vả, mùa này vất vả lắm, mưa hoài. Ở bên tay trái của em ở đây là trường Đại học Sài Gòn đó, cô bác anh chị. Ngày xưa là trường Bác Ái. Em chia sẻ một chút cái hình ảnh của trường cũ, vị trí cũ ngày xưa. Xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn có một ngày cuối cùng của tháng 6 tràn đầy niềm vui, bình an và nhiều may mắn trong cuộc sống và thật nhiều sức khỏe nữa cô bác anh chị. Bây giờ thì thôi, mưa thì em mời cô bác anh chị chúng ta cứ đi dạo bình thường thôi, ngắm mưa rơi và hướng về Bệnh viện Chợ Rẫy. Em tính đi con đường này nè, chạy về đường khu vực ngã 6, ngay chỗ nhà thờ Chợ Lớn, nhà thờ ngã 6 cô bác anh chị, xong sau đó đi về đường khu vực Nguyễn Chí Thanh. An Dương Vương đây là quận 5 và đại lộ Thành Thái ngày xưa đó. Bên tay phía trước đây là ngã tư giữa con đường Trần Bình Trọng với con đường An Dương Vương. Bình Trọng khu chợ quán đó, thưa cô bác anh chị. Bên tay trái thì chúng ta chạy về nhà thờ chợ quán, bên tay phải thì chúng ta đi về hướng của chợ Hồ Thị Kỷ á. Vừa tắt đó, ngắm cảnh cuộc sống đó, trong cơn mưa. Mưa gió thấy phố xá nó sờ sát và buôn bán làm ăn thì càng ngày càng khó khăn hơn. Vô mùa mưa nữa thì nó lại càng khó hơn. Đặc biệt là mấy cô bán hàng rong đó, dọc theo các cái trường, các bệnh viện rồi đó cô bác anh chị. Trời mưa cũng mệt mỏi lắm, rầu. Ở đây chúng ta tới đường Lê Hồng Phong này. Về chất ký ngày xưa đó. Bên tay phải thì chúng ta chạy về hướng của đường 3 tháng 2 Trần Quốc Toản. Còn bên tay trái thì chúng ta đi về hướng của Trần Hưng Đạo, thưa cô bác anh chị. Mưa hiện tại thì chưa có lớn lắm. Mm-hmm.
mía này, xe bán mía này, cắt sẵn bịch sẵn rồi đó. Một bịch như vậy chắc cũng khoảng 20 ngàn đó cô bác anh chị. Bịch mía đó, khoảng chừng gần 1 đô la. Nước động vô cái camera của em quét hoài nó vẫn động. Cô bác anh chị thông cảm nha. Trời mưa mà. Và đôi khi thì nó cũng trật ruột tùm lum. Ở đây là hình như là con đường Huỳnh Mẫn Đạt đây cô bác anh chị. Mây đen khắp nơi luôn. Hai ngày liên tục Sài Gòn mình có những cái cơn mưa phải nói là ngập lụt đường về. Em mời cô bác anh chị đi thẳng nha, đi thẳng hình như là chúng ta chạy tới Sư Vạn Hạnh đó. Mưa riết rồi cô bác anh chị xem riết thì cũng chán. Nhưng mà thôi mùa mưa mà. Mùa nắng thì ngày nào cũng nắng rồi, mùa mưa thì ngày nào cũng mưa. Sài Gòn ngày hôm nay thì cứ mưa là ngập. Cô bác anh chị cũng thấy rồi đó. Từ nhiều điểm ngập chúng ta rút gọn lại chỉ còn có một điểm thôi. Nhưng mà một cái điểm này nó lạ lắm, ngập hết Sài Gòn. Mấy hôm nay cô bác anh chị thấy ở trên Đà Lạt ha. Rồi có những cái vụ sạt lở này, nước chảy thành sông thành suối này. Mình nhìn rất là buồn luôn á. Em có dịp lên Đà Lạt chỉ một lần duy nhất vào 5 năm trước, hơn 5 năm rồi, 6 năm rồi. Cái ngày mà em chụp hình cưới á cô bác anh chị là em có lên đó. Ở đây là ngã tư đường Sư Vạn Hạnh nha. Bên tay phải là An Đông Plaza, phía trước là chợ An Đông. Thì cái ngày mà chụp hình cưới là em lên Đà Lạt cách đây gần 6 năm. Thì so với bây giờ chỉ mới 6 năm thôi mà nó khác xa rồi thưa cô bác anh chị. Bây giờ người ta đô thị hóa nhiều quá, nó mất nhiều cái cảnh quan. Rồi khách du lịch lên rất là nhiều, rồi tất nhiên là nó có tùm lum chuyện xảy ra hết. Bây giờ thấy ngập quá trời mình thấy cũng buồn đó. Thì Sài Gòn mình hôm giờ thì xưa giờ những cái năm gần đây cô bác anh chị thấy em quay là toàn ngập không đó. Ở đây là chợ An Đông. Thôi em đi thẳng, hôm nay thì em không ghé chợ An Đông. Mưa mây mù đen thui vậy đó. Rồi cũng tới lượt thôi. Đây là con đường Nguyễn Duy Dương. Thời gian trôi nhanh quá thưa cô bác anh chị. Mới đây mà chúng ta kết thúc dương lịch là kết thúc tháng 6 rồi, coi như là hết nửa năm rồi đó. Wow. Mà thấy chưa làm được gì. Cô bác anh chị thấy là đã làm được gì chưa? Chứ em thấy Sài Gòn mình cũng chưa có phục hồi nha. Theo cái tình hình thực tế em đi đó thì nó vẫn còn tê tua lắm. Sáng nay thì thấy báo chí có đăng là tình hình kinh tế đang trên đà tăng trưởng tốt đó. Không biết là tăng trưởng ở những cái lĩnh vực nào. Riêng em thấy là đời sống công nhân, rồi nhà cửa cho thuê, tất cả các cái chi phí, nó cũng rất là mệt mỏi. Ở đây là con đường Nguyễn Tri Phương đó. Thì bây giờ là em sẽ quẹo bên máy tay phải để mời cô bác anh chị đi về hướng ngã 6 nha. Hướng ngã 6 Nguyễn Tri Phương, rồi sau đó em sẽ đi lên hướng của đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Hoàng Quân. Có một cái thực trạng mà em đi quay dọc đường phố em thấy ngày hôm nay đó là rác quá nhiều thưa cô bác anh chị. Rác quá nhiều và những cái miệng cống là người ta để rác. Và rác những nơi khác nó trôi lại, nó bít cái miệng cống luôn, hầu như là như vậy. Rồi đến khi mà mưa xuống là nó ngập. Ở đây là con đường Hùng Vương bên trái đó, cô bác anh chị đi về hướng của nhà thờ ngã 6 rồi đi về Hồng Bàng. Cũng hết mưa rồi. Mặc dù mây vẫn còn rất là nhiều nhưng mà em thấy là không có còn mưa từ xa. Ở đây đi ngang trường Khai Nguyên thưa cô bác anh chị.
trường Thái Nguyên này, một ngôi trường ở bên đạo Công giáo đó thưa cô bác anh chị. Trời, mây mù. Mây đen thui luôn á. Và mời cô bác anh chị cùng với em tới khu vực ngã 6 Nguyễn Tri Phương. Ngã 6 Chợ Lớn. Ở đây bán sầu riêng rất là nhiều thưa cô bác anh chị. Sầu riêng, riêng 6, chuồng bò, cột lép nhiều lắm. Nếu mà cô bác anh chị nghe nói ngã 6 sầu riêng thì chắc có lẽ là ở ngay chỗ này. Đó là người ta nói quen nói chơi thôi cô bác anh chị. Còn ở đây thì xưa đến giờ gọi là ngã 6, em hay gọi là ngã 6 Nguyễn Tri Phương. Với cái bức tượng của thánh tổ Binh Chủng Công Binh đó, ông An Dương Vương này, đó đang hướng về đường Minh Mạng, đường Ngô Gia Tự ngày hôm nay. Và đây thì người ta cũng gọi là ngã 6 Minh Mạng để cô bác anh chị. Mây đang rất là đen, trời rất là tối. Và mời cô bác anh chị chúng ta quẹo trái con đường Nguyễn Chí Thanh nha. Trần Hoàng Quân ngày xưa. Ở bên tay phải của em là con đường Minh Mạng đi về ngã 7 Lý Thái Tổ đó. Ở đây thì chúng ta về ngã 6. Thôi về bệnh viện Chợ Rẫy. Đi thẳng Nguyễn Tri Phương thì chúng ta ra chợ, cái chợ cá thưa các bác anh chị. Đây rồi, đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Hoàng Quân. Ở đây thì người ta dán xe ha, đổ xe, phụ kiện xe cho máy là nhiều. Để xe hơi thì bên đường An Dương Vương nhiều hơn. Wow. Cô bác anh chị thấy là tối thui luôn. Trời mưa như thế này, buôn bán hàng rong dọc theo bệnh viện Chợ Rẫy cũng vất vả lắm. Đó là lý do mà em muốn mời cô bác anh chị chúng ta đi nhìn lại. Đây, mấy cô bây giờ bắt đầu đẩy hàng nè. Đó, bắt đầu đi bán đó. Cái giờ này là cái giờ 3 giờ mấy, 4 giờ là cái giờ bắt đầu người ta dọn hàng đó thưa cô bác anh chị. Mà mưa thấy cũng ngán nha, có nhiều người ta nghỉ luôn. Đây là con đường Ngô Quyền. Đoạn này bên phải là về đường 3 tháng 2 Trần Quốc Toản đó. Ngày xưa là Triệu Đà thưa các anh chị. Bên trái chạy về đường Hồng Bàng rồi đi qua hướng của đường Bến Hàm Tử luôn, tức là Võ Văn Kiệt ngày hôm nay đó. Trời đang tối sầm lại và chuẩn bị đón cái cơn mưa rất là lớn nha. Đây cũng coi như là một cái góc phố thân quen. Tối giống như là 6 giờ thưa cô bác anh chị. Em đi ngang công ty bia Sài Gòn này. Đường này là đường Hưng Long đó, ngay chỗ này.
con đường này cũng có cái hàng cây rất là đẹp. Bia Sài Gòn ngày hôm nay thì nó cũng không có còn thuộc về tay của chúng ta nữa, nó rơi vào tay hình như là của Thái Lan rồi. Tất cả các cái thương hiệu lớn lớn ở Việt Nam mình đa số là bán mình lại cho nước ngoài rất là nhiều, thưa cô bác anh chị. Cứ nuôi mình nuôi mập mập lên là bán. Rồi, mời cô bác anh chị đi về hướng bệnh viện Chợ Rẫy. Ngay phía trước này đây là con đường Lý Thường Kiệt á. Lý Thường Kiệt, Nguyễn Văn Thoại năm xưa. Bên tay phải thì chúng ta chạy về hướng của đường 3 tháng 2 thưa cô bác anh chị, Trần Quốc Toản. Còn hướng bên trái thì chúng ta chạy về Hồng Bàng. Đó, đây là cái khu vực bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở 2. Rất là tối á. Về nhà thì thường em sẽ cho cái màu nó sáng lên chút xíu. Chứ còn thực tế cô bác anh chị thấy rất là tối luôn. Rồi em mời cô bác anh chị đi lên hướng bệnh viện nha. Ngày hôm nay ăn uống rồi nhiều bệnh lắm, bệnh tật ốm đau tùm lum mà. Các cái bệnh viện thường xuyên bị quá tải. Đây là con đường Lý Nam Đế. Đó. Đó, bệnh viện Chợ Rẫy bên máy tay phải tay trái của em nha. Ô, trời mưa rồi, đi lại khó khăn. Đây là con đường Lê Đại Hành, bên phải em là chạy thẳng ra tới đường 3 tháng 2 luôn, Trần Quốc Toản ngày xưa đó. Ô, bệnh viện trời mưa nhưng mà vẫn rất là đông thưa các anh chị. Mấy cô đi bán hàng rong nè, cơm tấm nè, sườn bị chả nè, đội áo mưa bán luôn. Đó. Ở đây thì trật tự đô thị người ta cũng dẹp rất là nhiều, thành ra là đôi khi cũng khó khăn để mà bán dọc đường lắm. Cô đội cái dù che, có cái dù rất là to luôn á, che cái xe bánh. Đó. Bắt đầu mưa. Đó, đây là khách sạn Cầu Vồng. Đó, chú bán hạt dẻ. Đó, che núp dưới cái cầu vượt. Trời tối sầm luôn thưa cô bác anh chị. Đó, buôn bán hàng rong thì bây giờ vất vả hơn. Chảo. Ôi gió. Gió kiểu này mà mấy cái dù to to là nó quật ngã như chơi. Đây là con đường hình như là con đường Thuận Kiều.
Vườn Kiều của cô bác anh chị. Rồi ở đây thì em sẽ quẹo bên tay phải nha, một đoạn bắt đầu đi về hướng của đường 3 tháng 2 Trần Quốc Toản ngày xưa đó. Đó, mây đen thui luôn á cô bác anh chị. Bên trái em là đường Tân Khai này, cái này là đi về chợ Thiết, sát bên chợ Thiết luôn á cô bác anh chị. Nãy giờ cũng may chưa mưa lớn. Mấy ngày hôm nay thì nói chung là mưa nó lớn quá, mưa nhiều quá rồi, ngày nào em đi quay em cũng gặp mưa hết. Ở đây em mời cô bác anh chị đi về con đường Hòa Hảo nè, bên phải em đây là Lê Đại Hành. Đó, đi thẳng bên trái thì chúng ta ra đường 3 tháng 2. Em chạy về Hòa Hảo nha. Đây, Hòa Hảo đây. Khu này thì bán rất là nhiều cái đồ như là giấy dán tường rồi đề can rồi đó cô bác anh chị, xốp cũng nhiều thứ lắm. Đề can là em thấy chủ yếu, khu này bán đề can chủ yếu. Và cô bác anh chị thấy tối ghê không, trời chưa có mưa, mới mưa xong nhưng mà bây giờ chuẩn bị đón cơn mưa to nữa đó. Đó, cô đi bán đậu hũ chiên rồi đậu bắp chiên rồi đó. Đường Lý Nam Đế nè các anh chị. Con đường Hòa Hảo này thì chúng ta đi thẳng tới là đụng cái sân Cộng Hòa ngày xưa. Ngày hôm nay đó là sân Thống Nhất ha, trung tâm thể dục thể thao Thống Nhất. Đây bán mút silicone rồi nhiều lắm, polymer nữa các anh chị. Chúng ta chuẩn bị đón cơn mưa to. Đó, bên trái em là cư xá Nguyễn Văn Thoại nè, đó được. Ngày nay nó là cái chung cư Lý Thường Kiệt đó. Đó. Cư xá Lý Thường Kiệt, đó là gọi người ta vẫn gọi là cư xá Lý Thường Kiệt thôi các anh chị. Nhưng mà đường này đường Nguyễn Văn Thoại ngày xưa. Thành ra là ngày xưa thì gọi là cư xá Nguyễn Văn Thoại. À, bên trái thì chúng ta đi về chợ Tân Bình. À, bên phải thì bây giờ em chạy về ngay Hồng Bàng. Ở đây có một cái siêu thị nè, đó, Co-op-mart đó. Đó, đây có một chú chạy xe ba gác. À, chạy xe ba gác cũ kỹ rồi, chú treo tùm lum đồ. Có ba anh chị thấy không? Sống bây giờ đôi khi cũng rất là nhiều cái cạnh đời. Biết chú đi đâu mất tiêu rồi, còn cái xe không à, treo cơm này, treo các cái vật dụng làm như là cuộc sống trên cái xe này luôn hay sao ấy. Nhiều khi có một cái xe làm nơi để mà tá túc luôn của bác anh chị. Có người thì xe ba gác, có người thì xe xích lô. Bên trái em là đường Đào Duy Từ. Người một số phận, có người thì bán vé số, có người thì làm văn phòng công ty, có người thì làm thợ hồ thợ xây, có người chạy xe ôm, có người bán hàng rong như thế này, và tất nhiên cũng có người youtuber đường phố giống như em đây.
mọi người mọi nghề thưa cô bác anh chị. Đôi khi xuất thân từ đầu không phải là như vậy, nhưng mà vì cuộc sống thôi. Rồi ở đây thì em băng qua ngã tư đường Nguyễn Chí Thanh luôn rồi. Em đi về con đường Bà Triệu nha. Đường Bà Triệu phía sau bệnh viện Chợ Rẫy đó. Phía bên hông chứ không phải phía sau, phía cổng phía bên hông nè, có một cổng ở đây nữa. Đây là trường mầm non. Trường mầm non Họa Mi. À, cô vừa chạy vừa xem điện thoại rồi đi ngược chiều nữa, rồi không thấy đường rồi tông một cái. Khổ ghê. Phía trước bên trái của em đó chính là Thuận Kiều, đó chính là Hùng Vương Plaza đó cô bác anh chị. Ngày hôm nay thì khi mà Park Sơn rời đi rồi thì ở đây người ta đang có một cái tập đoàn lớn, họ đang đầu tư lại. Đó. Đầu tư lại. Giờ ơi, bên trái em có quán 04, quán ăn gia đình 04, trưa chiều mà thấy đông nghẹt rồi. Bà Triệu. À, bắt đầu bây giờ mới mưa đó. Ở đây là em thấy người ta đi về rất là đông trên vỉa hè này, không biết là những y bác sĩ trong bệnh viện hay sao, hay là thực tập sinh hay như thế nào. Ở đây cũng có một xe. Chắc là bán cháo, bán bắp nè. Bắp nếp, bắp mỹ đây. Bắp nếp, bắp bỉ. Đó. Đây là cái cổng bên hông, cổng số 6 nha. Đây là cổng số 6. Ở đây là trường Hồng Bàng nè. Đây chạy về trường Hồng Bàng thưa cô bác anh chị. À, nước mía, nước giải khát. À, bây giờ là tạm ngưng bán. Trời thấy tối thui, ai cũng ruốc hết. Em mời cô bác anh chị đi ra đường Hồng Bàng luôn ha. Bên phải của em ở đây là trường Hồng Bàng đó. Một ngôi trường rất là lâu đời. Nó vẫn là cái bức tường đó ha, vẫn là kiến trúc đó. Ở đây thưa cô bác anh chị, Hồng Bàng. Mấy cô đi bán hàng rong nè. Không. Đi thẳng thì chúng ta tiếp tục thôi đi thẳng không được, nó là đường một chiều. Hình như là đường Lương Dữ Học hay là Triệu Quang Phục, đúng rồi. Lương Dữ Học là ở đây. À, đây là con đường Hồng Bàng với hàng cây rất là to. Bên tay phải của em là trường Hồng Bàng, hướng này đi về cây gõ đây cô bác anh chị, Thuận Kiều Plaza. Là Garden Mall ngày hôm nay đó. Còn bên trái đây là con đường Lương Dữ Học nha. Nay là hết tháng 6 rồi, chuẩn bị tới tháng 7. Chắc là chuẩn bị trung thu. Trung thu năm nay có vẻ là nó nằm đâu đó khoảng tháng 9 đó. Giữa tháng 9 đó. Em chưa có coi ngày nữa. Bánh canh cá lóc chả cá, bánh canh chả cá đặc sản Phan Thiết. Thì hôm nay đi dạo một chút ở xung quanh bệnh viện. Hôm nay không gặp cơn mưa lớn thì em cũng có thể gọi là may đó. Cũng may. Vì mấy hôm nay mưa quá nên cô bác anh chị cứ xem mưa hoài nó rất là mù mịt nha. Cảnh cũng buồn. Thay đổi một chút. Buổi sáng thì em lại nhiều công chuyện nhà chưa đi được, chưa sắp xếp được. Cho nên là đi buổi chiều, vì chiều thì thường hay mưa như thế này đây. Thôi thì cái clip này nó không bị dính mưa cũng đỡ, nhưng mà cô bác anh chị thấy không, trời tối thui. Bên trái em là con đường Châu Văn Liêm, Tổng Đốc Phương. Hôm qua cái giờ này là đang còn mịt mù mưa đây. Hôm nay mây cũng khủng khiếp.
Tổng đốc Phương Châu Văn Liêm nó hướng về cầu Chà Và cô bác anh chị. Đây là Thuận Kiều Plaza, đi thẳng thì chúng ta về cây gõ. Bây giờ em quẹo phải xuống mặt trước bệnh viện Chợ Rẫy. Đây là con đường Tân Hưng. Thường thì quanh bệnh viện, quanh trường học, quanh các cái khu công nghiệp đó, đó sẽ là cái nơi mà rất là nhiều ngành nghề khác nhau họ mưu sinh ở đó cô bác anh chị. Đây là đường Phạm Hữu Chí nha. Bên trái chúng ta về chợ Tân Thành. Rất là nhiều cái người người ta mưu sinh ở đó, nào là bán vé số, ăn xin hay là bán hàng rong hay là đó, rất là nhiều cái dịch vụ xe ôm rồi cô bác anh chị. Cho nên là khi mà chúng ta về loanh quanh các cái khu bệnh viện như thế này đi thì chúng ta thấy rất là nhiều cái cảnh đời. Đây là cổng số 3, đây là cô bán chuối nè. Cô bán chuối luộc đó cô bác anh chị, chuối khoai rồi đó. Nhiều khi thấy trên xe cô có cái mâm nhỏ nhỏ với mấy nhánh chuối, mấy củ khoai vậy đó. Cô bán cả ngày nhiều khi không hết, trời mưa nữa. Đây là một cái xe chắc là cũng của một chú đi nhặt ve chai trùm lại rồi, mưa đó, trùm lại. Đây là nhà vệ sinh công cộng thưa cô bác anh chị. Đi thẳng thì chúng ta lại ra 3 tháng 2 Trần Quốc Toản năm xưa. Em xin quẹo bên tay phải đây xuống cổng trước của bệnh viện Chợ Rẫy. Nó mưa nữa nên nãy giờ em không có cởi áo mưa là vậy đó. Kiểu nào cũng mưa đó, mây đang còn đen thui phía dưới kia mà. Ở đây là cô bán bánh tiêu, bánh bò. Đó, mưa rồi. Mưa. Đó, mưa lớn rồi. Đang kẹt xe phía trước bệnh viện, đứng đây một chút. Cô bán bánh tiêu, bánh bò, các loại bánh ngọt rồi đó cô bác anh chị. Mây đang đen thui luôn cô bác anh chị thấy không? Lối đi bộ này, để là cái lối đi bộ này, vỉa hè to nhưng mà dành để giữ xe hết rồi. Em chạy xuống phía dưới đây. Trời này, đó, cô lại mặc áo mưa vào, này, xe ôm này, đó, dựng quăng xe đây luôn. Mấy anh, mấy chú xe ôm mặc đồ ráp này, mặc đồ ráp nhưng mà chưa chắc là ráp nha. Thời buổi này đôi khi nó cũng thật giả lẫn lộn tùm lum, cũng hên xui lắm, nhưng mà rồi ai cũng miếng cơm manh áo thôi. Chú đứng mà áo mưa nhưng mà chú đứng hơi bị lố ra ngoài ha. Nép lên tí bên trên nữa là rộng chỗ cho người ta đi. Đó, rác như thế này thì có thấy cô bác anh chị thấy là mưa một cái nó trôi tuột lút vô lỗ cống. Đó, rác đó từng đống nó bỏ như thế này. Phía trước đây là một chú mặc áo mưa ráp luôn và một cô bán bún thịt nướng, bún xào rồi tùm lum đó cô bác anh chị. Cơn mưa rất là to, chuẩn bị ập tới. Cuộc đời như vậy thôi, mời cô bác anh chị đi tới phía trước bệnh viện. Bánh bao nè, phía trước bệnh viện nè. Đây là cổng số 1, cổng A1, 1A, nằm ngay
bệnh viện ngay đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Hoàng Quân đó các bác anh chị. Đó. Giờ còn đỡ chứ bình thường còn bị công an đồ người ta rượt nữa. Anh đẩy đi luôn rồi. Bóp rang, bóp nổ. Đó, em đi qua khỏi bệnh viện Chợ Rẫy rồi thưa cô bác anh chị. Và đó là những cái hình ảnh của cuộc sống. Những cái hình ảnh của cuộc sống đây. Trời mưa thì mưa chứ, bán thì vẫn phải bán thôi. Và em xin tạm dừng các clip của mình ở đây. Một buổi chiều bắt đầu lại có cơn mưa to nữa. Lại vất vả hơn rất là nhiều. Kính chúc cô bác anh chị và các bạn có một ngày nhiều niềm vui, bình an và thật nhiều sức khỏe. Đây là cô bán bánh gì, bún gì, hủ tiếu hay sao đó. Làm thăng thắt đôi tay. Đây, em tạm dừng các clip. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye. Góc này thì có hai người luôn á. Một anh đẩy cái xe bắp nổ.